Lộc xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay Lộc sẽ quay chùa Quy Tông ở tại xã Phước Đồng thuộc thành phố Nha Trang để mọi người cùng xem. Hiện tại Lộc đang đứng phía trước đường vào chùa Quy Tông này mọi người. Thì thầy cứ đỡ bảng chùa ở ngoài đường quốc lộ mọi người. Thì chùa thì nằm bên trong có một cái đường con hẻm đi vào nha mọi người. Rồi bây giờ Lộc mời tất cả mọi người cùng đi vào chùa Quy Tông để tham quan ngôi chùa nha. Đây Lộc quay tổng quan phía trước, sau đó Lộc sẽ đi vào bên trong để quay cho mọi người cùng xem nha. Mấy con chó nó thấy Lộc lẹ quá, nó sủa mọi người. Ở phía trước đường vào chùa có thác nước chảy đẹp ghê mọi người. Rồi bây giờ Lộc mời tất cả mọi người đi vào chùa Quy Tông để tham quan ngôi chùa nha. Đây là nước suối mọi người. Thì sáng hôm nay Lộc đi rất là sớm luôn mọi người. Hiện tại là chùa thì nằm cách trung tâm thành phố Nha Trang rất là xa luôn. Nên Lộc đi rất là sớm luôn. Nói chung là chùa rất là rộng luôn mọi người. Chùa Quy Tông nha mọi người. Rồi bây giờ Lộc mời tất cả mọi người cùng đi vào chùa Quy Tông để tham quan ngôi chùa nha. Thầy có để bảng chùa ở ngoài đường quốc lộ mọi người. Qua mấy con chó thấy Lộc người lẹ nó sủa quá trời luôn mọi người. Nói chung là đường rất là rộng mọi người. Xe con chạy là vào là bình thường luôn nha mọi người. Wow, mấy con chó thấy Lộc nó sủa quá trời luôn. Rồi bây giờ thì Lộc sẽ đi vào quay chùa Quy Tông để mọi người tham quan nha. Bây giờ trời cũng bắt đầu nắng rồi mọi người. Tại vì mấy con chó nó sủa ồn cái gì mọi người thông cảm nha. Nó lẹ nó sủa mọi người. Chùa Quy Tông nha mọi người. Địa chỉ là Phước Đồng, thành phố Nha Trang. Chùa rất là mát luôn mọi người. Đó Lộc mời tất cả mọi người cùng đi vào để tham quan chùa Quy Tông nha. Wow, ở trước chùa có cây khế trái nhiều ghê mọi người. Đây là cây khế trước chùa nè mọi người. Nói chung là ở dưới Phước Đồng thì chùa cũng rất là nhiều luôn mọi người. Mà hiện tại Lộc đi có nhiều cái chùa thì đóng cửa rồi mọi người. Thì những con chùa nào mở cửa thì Lộc đến Lộc xin Lộc quay video mọi người. Đây là phía trước chùa. Lộc cũng mới vừa đi vào lạy Phật rồi mọi người. Chùa rất là mát luôn. Đây là phía trước chùa. Ở phía trước đây là thờ miếu Quan Âm rồi mọi người. Rồi Lộc xuống phía dưới đây, Lộc quay cho mình cùng xem nha. Chùa rất là rộng luôn nè mọi người. Mọi người thấy không? Bốn bên là núi không mọi người. Chùa rất là mát luôn.
chùa Quy Tông nha mọi người. Đây là tượng Mẹ Quan Âm. Quay cho mọi người cùng xem nha. Rồi, bây giờ Lộc sẽ đi vào bên trong chánh điện chùa Quy Tông để Lộc quay cho mọi người cùng xem nha. Đây là bên trong chánh điện chùa Quy Tông. Đây là bên trong chánh điện chùa Quy Tông nè mọi người. Ở bên đây là Phật A Di Đà nè mọi người. Lập sẽ quay bên trong chính điện, sau đó Lập sẽ đi là phía trước để quay cho mình cùng xem nha. Đây là Mẹ Quan Âm. Rồi, bây giờ thì Lập sẽ đi lên phía sau nha mọi người. Ở phía sau đây là thờ tổ nè mọi người. Ở phía sau là thờ tổ nè mọi người. Rồi. Bây giờ thì Lập sẽ đi ra lại phía trước để quay cảnh khung cảnh phía trước để cho mọi người xem nha. Chùa rất là rộng và thoáng mát luôn mọi người. Rồi, đó là quay lại bên trong một lần, bên trong chính điện nữa là mọi người cùng xem nha. Đây là bên trong chánh điện chùa Quy Tông. Rồi. Đây là bây giờ Lộc mời tất cả mọi người cùng đi vào và ra phía bên đây để tham quan ngôi chùa nha. Wow, có cái cây gì mà trái lệ ghê mọi người. Cái này mọi người. Nhìn rất là đẹp luôn. Nãy Lộc có đi vào để xin thầy mọi người mà họ Lộc không có thấy ai mọi người. Nên Lộc cũng quay luôn mọi người. Thì có thầy Lộc xin còn không thấy thầy thôi mọi người, thế giờ sao? Đây là chỗ thầy ngồi uống nước mọi người. Chùa rất là rộng luôn. Thì ngôi chùa nằm bên trong núi nha mọi người. Đây là hai ngài hộ pháp. Đây là ngài hộ pháp tiêu diện này mọi người. Ở phía dưới đây là thờ Đất Thờ Trạng mọi người, về thần tài và thổ địa. Ở bên đây là thờ tượng Phật Di Lặc này mọi người. Rồi. Lúc mà tất cả mọi người cùng đi lên phía trên này để tham quan ngôi chùa cùng với Lộc luôn nha. Mọi người thấy ngôi chùa rất là rộng và thoáng mát luôn nè. Chùa Quy Tông nha mọi người. Sáng hôm nay đi rất là mệt luôn mọi người. Tại vì nằm cách trung tâm thành phố Nha Trang cũng khá xa mọi người. Đây là tượng Phật nằm mọi người, rất là lớn luôn.
Đây là tượng Phật Thích Ke. Rồi. Gặp thấy ở bên đây cũng có thờ nè mọi người. À, đây là thờ Ngài Hộ Pháp. Đây là Ngài Hộ Pháp Tiêu Diện nè mọi người. Rồi bây giờ Lập sẽ đi về bên đây nha mọi người. Lập sẽ quay hết cảnh chùa để mọi người cùng xem luôn nha. Chùa rất là rộng luôn mọi người. Chùa rất là mát luôn. Nói chung là ở Phước Đồng là chùa rất là nhiều luôn mọi người. Nên có chùa thì mở cửa thì có chùa thì đóng cửa mọi người. Tại vì hôm nay Lộc cũng đi cũng khá xe luôn. Bên đây là cũng có miếu thờ Ngài Hộ Pháp nè mọi người. Rồi bây giờ tôi đọc sẽ đi qua bên đây nha mọi người. Ở phía trên gian trên đây là nhà cốt nè mọi người. Gian bên đây là nhà cốt nè, có thờ Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát nè. Đây Lộc quay lên cho mọi người cùng tham quan luôn nha. Đi vừa mệt vừa nắng mọi người. Sáng hôm nay Lộc chưa ăn gì luôn. Gian ở đây là nhà cốt nè mọi người. Có thờ Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thôi, đó Lộc xuống lại mọi người. Qua có cái hồ nở đẹp ghê mọi người. Wow, nở hồ mà thật là đẹp luôn mọi người. Rồi bây giờ Lập sẽ đi xuống lại nha mọi người. Lập đứng ở đây đó, quay cảnh ở đây cho mọi người cùng xem nha. Rồi Lộc cũng xin kết thúc video nha mọi người. Mọi người xem video thấy hay thì đăng ký kênh ủng hộ Lộc để Lộc có động lực làm những video tiếp theo mọi người. Để mọi người đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo mới nhất của Lộc nha. Lộc xin chào tất cả mọi người nha. Hẹn mọi người những video sau nha. Xin chào tất cả mọi người nha.